Hello anh chị em và các bạn nha. Chào mừng anh chị em và các bạn trở lại với xe máy Hành Tâm. Thì hôm nay Thành sẽ giới thiệu cho các bạn một con xe cũng nói chung là con này thì siêu phẩm thì cũng không phải là siêu phẩm nhưng mà cũng khá là cọp nha các bạn. Khá là cọp đó. Xe này đi mới có cũng có 6.000 mấy cây thôi. Nó thua chút xíu những con siêu phẩm mình bán trước nhưng mà nó cũng thuộc hàng là xe cọp nha các bạn. Thì trước mắt các bạn có thể thấy đây là một con SH mẫu cũ nha. Đây là một con SH 150 CBS, biên bản là CBS đời 2019 nha các bạn, màu đen nhám. Đó thì màu đen nhám này á, thì lúc trước thì Honda có ra hai biên bản là ABS và CBS. Đó thì đây là cái mẫu này là mẫu CBS nha các bạn. Thì cái này con xe này là 2019, con xe này thuộc cũng hàng là xe cọp, xe đi ít và tình trạng xe còn rất là ken luôn. Tình trạng xe cũng còn khoảng 95-97% nha các bạn. Nói chung là cũng không thua gì một con xe mới. Thì để chứng minh điều đó mình sẽ mời các bạn đi xem một vòng về con xe này nha. Thì đối với mẫu 2019 màu đen nhám á, thì cái mặt nạ và cái phần mặt trước á, là sẽ được là sơn thành màu đen bóng nha các bạn. Đó, nguyên con sẽ là đen nhám hết nha, đen nhám nguyên con, và cái phần này và phần dưới này là đen bóng nha. Phần mão và phần mặt nạ trước là được Honda là sơn là đen nhám, đen bóng. Đó, còn tất cả còn lại là sơn đen nhám nha các bạn, ngay cả phuộc và mâm. Đó thì cũng giống như những con SH trước thì Thành cũng giới thiệu cho các bạn là phuộc trước và mâm vẫn là màu sơn đen nhám nha các bạn, đen nhám, đen mờ chứ không phải là bóng các bạn thấy không? Mờ thì nghe nó trùng với cái dàn áo là đen mờ thì nhìn nguyên con xe nó sẽ rất là lì. Đó, rất là đẹp. Nói chung là rất là đẹp nha các bạn. Vỏ này là vỏ zin theo xe nha. Đó, nếu mà các bạn biết coi vỏ thì các bạn nhìn vỏ một cái là các bạn biết xe đi ít đi nhiều liền nha. Xe còn rất là đẹp luôn. Gai vỏ rồi còn rất là nhiều, gai dày, vỏ zin là IGC theo xe nha các bạn, đúng đát là đát đát theo xe luôn nha. Nè các bạn thấy các chi tiết ốc trên heo dầu cũng như là ốc cốt trước còn rất là sáng và đẹp nha. Đó, đĩa cũng không có mòn gì hết ha, rất là phẳng luôn, không mòn. Rồi mời các bạn đi qua dòng mé bên hông bên phải nha. Đấy, hông bên phải. Nói chung là xe là đen nhám này, là con này là không té ngã nha các bạn. Xe này là không té ngã gì hết nha, không đâm đụng nha, không đâm đụng hết nha. Xe còn rất là đẹp, rất là ken. Xe này đi có mấy ngàn cây thôi, 6.000 cây. Để chút xíu mình sẽ mở ốc đô cho các bạn xem. Đó. Rồi mời các bạn lên xem các cụm công tắc cũng như là ấy ha. Đây các bạn thấy xem các cụm công tắc không, còn rất là đẹp luôn ha. Cụm công tắc bên phải nè, cụm công tắc bên trái nè, còn như mới luôn nha các bạn, không thua gì ấy nha. Đát xe đúng đát 2019 nha các bạn. Để mời các bạn xem ốc đô. Ốc đô là 7.800, ốc đô 7.800 chuẩn nha các bạn. Bao ốc đô à, bao ốc đô cho các bạn nha. Ốc đô 7.800 km, xe còn đẹp len can xà beng luôn. Đây phía bên hông ha, nguyên con xe còn rất là đẹp, không có chạy xước gì hết nha các bạn. Đó, xe rất là cọp luôn. Ở dưới này thì được sơn là đen bóng nha các bạn, đen bóng nè. Phần ở trên này là đen nhám, xe rất chi là đẹp. Phần cản á, thì cũng được là sơn là đen nhám nha các bạn. Cản thì vẫn được Honda là sơn đen nhám nha. Đó. Thì đối với cái biên bản các bạn để ý nè, đối với biên bản đúng biên bản mà đen nhám của Honda là sẽ được là phối chỉ đỏ nha, còn chỉ trắng là không đúng nha các bạn. Có thể lên dần áo, còn cái này là nó là chỉ đỏ luôn nè. Bồ vỏ sau nè các bạn, vỏ sau là vẫn là vỏ zin IGC của Honda và đúng đát đát vỏ nha. Đó. Vỏ còn rất là dày luôn. Vỏ là đúng đúng đát 2019 nha các bạn. Cặp vỏ trước và vỏ sau là theo xe nha. Đó, vỏ trước, vỏ sau theo xe và vỏ còn rất là dày. Con xe này là mình bao với các bạn là đi đúng xác nha, 7.000 mấy, 7.800. Cũng còn rất là đẹp, rất là sáng nè. Đó. Không, các bạn thấy là phuộc không, còn sáng trưng nè, không có bị tối màu, không bị sẫm nha. Ốc tán còn rất là sáng. Xe đát 2019 đúng đời 2019 nha, đát cổ 2019 luôn nha các bạn. Lốc này là lốc zin nha, lốc zin theo xe nè, nguyên zin luôn, không có dặm nha, không có dặm chỗ nào hết nha. Lốc zin còn rất là đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Cái ốp này thì được chủ cũ gắn vô một cái ốp bô carbon này nè. Đó. Rồi các bạn lướt một vòng ở mé hông bên trái nha, không chạy xước nha các bạn, không chạy xước gì hết. Chữ SH là chữ màu đỏ nha, biên bản màu đen là chữ SH là màu đỏ nha các bạn, 150i rất là đẹp. Phần này là phần sơn đen bóng. Đó,
đang bóng, dàn chân cũng còn rất là đẹp nha. Rồi rồi, còn gì nữa không ta, còn gì giới thiệu nữa không? Hết rồi, nói chung là xe đẹp lắm các bạn. Thì một clip tổng quan rồi đó, tổng quan thì về con xe hết rồi. Thì bây giờ mình sẽ báo giá cho các bạn nha. Thì con này hiện tại là bên mình đang bán với giá là 104 triệu nha các bạn. Đó, mình xin nhắc lại thông tin sơ bộ con xe này ha. Đây là một con SH150, biên bản là CBS 2019, đúng đát nha các bạn. Cặp vỏ zin còn nguyên zin theo xe, đá trước, đá vỏ trước, vỏ sau còn nguyên zin. Giá hiện tại bên mình đang bán là 104 triệu cho một con SH biên bản đặc biệt đen nhám nha. Ai yêu thích màu đen nhám, yêu thích xe đẹp thì inbox hoặc là gọi ngay cho mình nha. Rồi thì hôm video này mình xin kết thúc tại đây. Các bạn nhớ like, share, subscribe kênh để được theo dõi nhiều video giới thiệu về xe đẹp hơn nha các bạn. Rồi tạm biệt các bạn.